Chào mọi người, chúc mọi người ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng xem một thứ rất bình thường, nhưng nó không bình thường. Đó là những gì bạn đang nhìn thấy. Vâng, đó chính là mây. Mà mây là vân, vân là mây, một thứ gì đó mà mỗi ngày chúng ta rất ít khi nhìn nó, theo thời gian mà chúng ta lớn lên. Và có phải chăng đâu đó trong ký ức tuổi thơ lúc nhỏ của bạn thường tung tăng cùng với những đứa bạn cùng xóm, trải mình trên những thảm cỏ của những cánh đồng, rồi ngắm nhìn những đám mây trời trắng xóa và xanh biếc? Đúng vậy, đó cũng chính là một phần ký ức tuổi thơ của tôi. Còn bạn thì sao? Nó thật đơn điệu và hồn nhiên như ngày nào, nhưng khi lớn lên chúng ta càng ít nhìn về chúng, vì những vòng lẩn quẩn hay những tấp nập của cuộc sống này đã xua cuốn chúng ta quá nhiều, làm chúng ta không có thời gian để thả mình và ngắm chúng như một bức tranh của tuổi thơ nữa. Có chăng bây giờ bạn nhìn nó với một lúc bất chợt nào đó mà bạn nói trời sắp mưa rồi, hay câu nói đùa yêu quái tới, đúng không nào? Vì đó là những đám mây đen và xám xịt khi trời bắt đầu những cơn mưa. Tôi tự ngẫm rằng có phải khi chúng ta càng lớn lên thì chúng ta lại ngắm cuộc đời này từ một màu trắng ngã dần sang một màu xám xám, vì cuộc sống hiện tại luôn cuốn chúng ta quá nhiều đến mức chúng ta quên đi, thậm chí là ánh mắt cũng khác dần với những điều bình dị mà thật đẹp trong cuộc sống hàng ngày này. Và rồi, đó là một vài cảm nhận cá nhân của tôi. Còn bạn thì sao nào? Hãy bình luận bên dưới, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống này bạn nhé. Và khi chúng ta nhận ra một điều gì đó là khi bạn đang có thời gian rảnh. Và còn tôi phát hiện ra khi tôi thực hiện giãn cách xã hội về dịch Covid. Mến chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này nhé. Còn sau đây là toàn bộ khung cảnh mình săn mây được sau 5 ngày thức sớm canh mây mới được. Đừng quên like, đăng ký, ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip kỳ tới.